Kinh văn. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: ví dụ trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có bao nhiêu cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, đay, tre, lau, núi, đá, bụi bặm, cứ mỗi vật một số, mỗi số là một sông Hằng. Rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng, mỗi hạt cát là một cõi giới. Rồi trong mỗi cõi giới, cứ mỗi hạt bụi là một kiếp. Rồi bao nhiêu số bụi chứa trong mỗi kiếp đều đem làm kiếp cả. Thì từ lúc Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa đến nay, ngàn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là từ những thuở Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Lược giảng. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: bây giờ ta sẽ nêu ra một tỷ dụ. Ví dụ, trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có bao nhiêu cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, đay, tre, lau, núi, đá, bụi bặm. Những thứ này thì đầy dẫy ở khắp mọi nơi, mà mỗi thứ mỗi loại lại nhiều đến vô số. Nơi có cỏ mọc tùm gọi là lùm, chốn có nhiều cây cối rậm rạp gọi là rừng. Lúa là lương thực để ăn, còn đay, cây gai là để dùng làm sợi đay. Bụi bặm tích tụ lại nhiều thì thành núi. Đức Phật nói rằng, với tất cả các thứ như thế ở trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Bồ Tát Văn Thù hãy lấy mỗi vật làm một con số. Làm một con số bao nhiêu? Cứ mỗi vật một số, mỗi số là một sông Hằng. Nếu lấy mỗi ngọn cỏ làm một sông Hằng, tức là có bao nhiêu ngọn cỏ thì có bấy nhiêu sông Hằng, thì chắc chắn là chúng ta không tài nào tính ra được con số ấy là bao nhiêu. Và không riêng gì loài cỏ, mà kể cả cây cối, lùm, rừng, lúa, đay, tre, lau cũng đều phải y như thế mà tính. Cứ một vật là một con sông Hằng. Vậy thì hai vật tức là hai sông Hằng, ba vật là ba sông Hằng, bốn vật là bốn sông Hằng. Cỏ cây thì nhiều vô số kể, thế nên số sông Hằng cũng thành ra nhiều đến không thể kể xiết. Do đó, đây là biểu thị số lượng quá nhiều, tổng số quá lớn, chẳng có cách nào tính đếm được. Rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng, mỗi hạt cát là một cõi giới. Rồi trong mỗi cõi giới, cứ mỗi hạt bụi làm một kiếp. Sau đó, cứ mỗi một hạt cát trong từng sông Hằng lại tính là một cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Kế đến, cứ tất cả bụi bặm trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, mỗi hạt bụi làm một đại kiếp. Rồi bao nhiêu số bụi chứa trong mỗi kiếp đều đem làm kiếp cả. Với biết bao bụi bặm tích tụ trong một đại kiếp, nếu cứ lấy mỗi hạt bụi làm một đại kiếp, thì số kiếp tính được sẽ là bao nhiêu? Thì từ lúc Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa đến nay, ngàn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là từ những thuở Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Từ khi Bồ Tát Địa Tạng chứng quả vị thập địa đến nay mà đã lâu như thế, thì nếu tính từ lúc ngài còn tu làm Thanh Văn, Duyên Giác, Bích Chi Phật, lại càng không biết là đã trải qua thời gian lâu xa đến chừng nào. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng đã lập những hạnh nguyện này từ lâu lắm rồi. Ha ha ha,